cả mọi người, con tên là Tống Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 4C trường tiểu học Võ Thị Sáu. Con rất vui khi được tham gia cuộc thi trạng nguyên nhí và hôm nay con xin thể hiện năng khiếu của mình qua một bài thuyết trình giới thiệu về văn hóa du lịch và ẩm thực của Tây Ninh, nơi con được sinh ra và lớn lên. Tây Ninh là một tỉnh thuộc Đông Nam Bộ, nó chính là cầu nối giữa thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Phnom Penh của Campuchia. Tây Ninh quê con được biết đến với những điểm du lịch nổi tiếng như núi Bà Đen, nơi được mệnh danh là nóc nhà của Đông Nam Bộ với chiều cao là 986m. Hàng năm, cứ mỗi khi Tết đến xuân về, khách du lịch từ khắp nơi lại đổ về đây để hành hương, tham quan, du ngoạn và dự lễ du xuân núi Bà. Ngoài ra, quê con còn có tòa thánh Tây Ninh, nơi được gọi là thánh địa lớn nhất của tôn giáo Cao Đài. Hàng năm cũng thu hút hàng triệu lượt du khách tới tham quan và các tín đồ hành hương. Đặc biệt, đây là nơi tổ chức lễ hội thu hút nhiều tín đồ và khách dự lễ với hai lễ lớn là đại lễ Vía Đức Chí Tôn mùng 9 tháng Giêng và hội Yến Diêu Trì Cung rằm tháng 8 âm lịch hàng năm. Nơi đây có những nét kiến trúc độc đáo và kết hợp với cảnh quan thiên nhiên thoáng đãng, thích hợp cho những ai đang tìm kiếm sự bình an ở tâm hồn. Bên cạnh đó, khi đến Tây Ninh tham quan du lịch, mọi người sẽ được thưởng thức một nét văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú và ngon miệng như bánh tráng, vơi xương, cuốn thịt luộc và bánh canh trảng bàng, mảng cầu núi và đặc biệt chính là muối tôm, một loại đặc sản ở Tây Ninh và nhiều món ngon khác nữa. Con hy vọng nếu có dịp mọi người sẽ đến quê con tham quan du lịch và thưởng thức ẩm thực. Phần thi của con đến đây là kết thúc. Con xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe và con mong mọi người sẽ yêu thích phần thi này của con.